Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Everycos. Mình là Long X. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái update mới của Keyscape. Đó là một cái library thêm. Nó tên là Double Fail Grant. Double Fail Grant này mới ra và được review, được mọi người review khá là tốt ha. Hôm nay mình sẽ chơi thử qua một số những cái presets ở đây của cái Double Fail Grant này xem như thế nào ha. Nãy mình có chơi thử sơ sơ thì mình cảm thấy mình rất là thích cái tiếng này. Nó nếu mà các bạn chơi những cái dòng nhạc mà thiên về emotion, thiên về cảm xúc, thiên về những cái gì mà nó không gian thì các bạn sử dụng cái update cái library này rất là hay ha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử ha. Đầu tiên đó là cái Double Fail Grant này. Ở đây mình vẫn có những cái option để mình chỉnh ở đây. Reverb, performance ở đây. EQ, tweak setting, vân 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 vân. Cái này mình vẫn có thể để sang knock đi, knock, ví dụ knock stack, knock piano đi, đó. Rồi, ok, mình sẽ chơi thử ha. Đây là cái tiếng Double Fail Grant của nó. Cái reverb của nó là cái reverb dạng trong nhà thờ đó, rộng. Gian, nhưng mà cái âm thanh của nó rất là rõ ha. Họ bên Spectrasonic họ design cái tiếng của nó nghe rất là êm ấm nhưng mà vẫn rõ ràng. Tùy theo cái velocity, cái lực đánh tay của mình nó mạnh nhẹ thì mình sẽ có cái tiếng của nó càng rõ hay là nó êm. Mình nghĩ rằng là cái bộ tiếng này nó sẽ phù hợp cho những cái style nhạc kiểu như là solo, emotion, kiểu piano, ít dàn pad, piano, ít string, violin, cello, vân vân. Cái này thì nếu mà để phối nhạc thì tùy theo cái dòng nhạc thôi. Ví dụ như là những cái dòng nhạc mà nó hơi cinematic một tí á, thì cái này rất là hay ha. Rồi, mình sẽ sang cái cinematic. Thì cinematic nó sẽ có cái gì đây? Cinematic thì nó vẫn là cái grain này nhưng mà nó xài cái reverb, cái super shimmer này nè. Ở đây mình có cái super shimmer. Shimmer thì nó là cái một cái reverb rất là rộng nhưng mà nó sáng ha. Thì nó sẽ kèm đây nè, nó sẽ cho mình kèm cái octave nè. Thường thường nó là một octave trên hoặc là quãng năm vân vân. Cái shimmer này rất là hay, rất phù hợp cho những cái dòng nhạc mà ambient đó. Để mình thử đánh ha.
bạn thấy cái đuôi reverb, cái shimmer này mình rất là thích cái reverb shimmer này. Thì cái reverb này mình nghĩ rằng là sẽ mình có thể mình đánh không quá nhanh, cái tempo này không nhanh được đâu. Cái này reverb này nó không gian đánh cái thưa thôi. Mình đánh thưa là để mình nghe được cái sự đẹp đẽ của cái reverb này ha. Chứ mình đánh nhanh quá thì nó rất là bị nó messy, tức là nó cái reverb của mình nó hơi hơi rối đó. Nếu mà đánh nhanh thì mình nên chọn những cái grand này nè. Rồi, cái clear mình chuyển sang cái clear đi. Cái clear nó vẫn xài cái reverb cathedral này, là cái reverb nhà thờ đó. Mình vẫn có thể chỉnh cái pedal noise cho nó nhỏ xuống. Pedal noise, cứ để bình thường thôi cho nó tự nhiên. Rõ ràng luôn. Rồi cái dark này thì dark tiếng Anh đấy là tiếng Việt nó nghĩa là tối. Tiếng Anh là dark, tiếng Việt là tối. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ EQ bớt cái tầng cao đi đó. Nó denoise rồi mình nó sử dụng cái warm chamber. Cái chamber thì cái nó là một không gian nó rộng nhưng mà nó không quá rộng như là cái hô nha. Các bạn nghe nó vẫn hơi gần ấm gần. Cái distance, wow, bấm vô cái thì nó review, cái review của nó nghe âm thanh rất là xa nha. Cái này phù hợp để làm phim nè. Có thể là phim kinh dị luôn á. Thank you.
hoặc là cái cảm giác gì đó nó lonely, nó buồn bã. Cái try đi ha. Cái try này nó dùng cái reverb lively room thì nó giống như cái chắc là cái kiểu phòng, một cái phòng live. Thì nó dùng cái natural hold. Cái reverb này thì nó sẽ rộng hơn. Mình nghĩ rằng là cái này nó cũng phù hợp để chơi emotion cũng được ha. Attack, cái tiếng búa nó nhiều hơn một chút. À, so với cái grand ha. Nó cũng khá giống cái grand này nhưng mà cái reverb của nó ngắn hơn thôi. Rồi cái octa nghĩa là nó thêm một cái octa, có thể là chắc là sub thôi, nghe nó sẽ dày hơn. Mình có thể mình dùng để mình tạo một cái impact, một cái gì đó ở tầng bass. Nó vẫn có cái reverb shimmer nha. Cái đuôi của nó, các bạn thấy cái đuôi của nó rất là rộng, rộng kiểu shimmer á. Shimmer wash, để mình thử. Đó. Shimmer wash là nó giống như cái reverb mà nó đảo và cái đuôi nó rất là dài luôn á. Nếu mà các bạn chơi cái shimmer wash này mà đánh sai một nốt là nó reverb, cái đuôi reverb của nó rất là xấu ha. Cái này mình có thể mình dùng cho cái nhạc nhạc thiền á, ví dụ như là đánh những cái đơn giản thôi.
cái đuôi nó rất là dài luôn á. Cái này mà chơi chơi nhạc bình thường là không biết đường về luôn á. Rồi, cái này là cái cuối cùng, là cái The Deep. The Deep này thì cái tiếng review của nó vừa có sub sub octa nè, nó vừa sâu nè. Cái này mình để mình đánh thử xem nó dùng cho cái gì được. Các bạn, nếu mà các bạn coi YouTube á, mấy cái nhạc mà kiểu âm thanh tự nhiên, chim chóc rồi cây cỏ, thì mình có thể mình đánh cái nhạc này để mình xài cho cái video kiểu như vậy cũng được. Cái này là kiểu peaceful, hòa bình, natural, tự nhiên. Chữa lành, healing. Cái bộ này nếu mà các bạn làm nhạc kiểu healing, chữa lành, thiền, những cái nhạc đó rất là hay luôn. Những cái tần số bass này nó sẽ tác động vô cái não của mình rất là hay nè. Nó có thể giúp mình thư giãn, nghỉ ngơi. Nếu mà các bạn làm mấy cái nhạc mà kiểu kiểu để thư giãn thì các bạn nên chọn cái quãng nó vừa phải thôi, còn nếu mà cao quá cái tai mình nó sẽ bị chú ý vô nhiều hơn, nó hơi mệt, để thấp thấp thôi. Tất nhiên là nhiều bass quá thì cái tai mình nó cũng rất là căng, mình cân đối thôi, mình đánh bass vừa phải thôi, không nên nhiều quá. Nhiều ví dụ như là một cái triad, một cái quãng ba ở dưới thấp, nó rất là ồn, rất là ồn và nó không có rõ ràng ha, đánh đâu đó một nốt thôi cũng được. Đó thì mình, đó là cái quan điểm của mình, nó là như vậy. Rồi, mình đã giới thiệu qua những cái reset của cái Double Fail Grand này. Mình cảm thấy là happy bởi đây là một cái update free, mình không phải trả thêm một cái gì đó cho Spectrasonic ha. Cảm ơn Spectrasonic. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn làm việc thật hiệu quả một ngày mới ha.